dừng lại nghỉ ngơi nói chuyện khoảng tầm nói chuyện nữa thì phải nghỉ chứ, nghỉ xong tiếp làm lại từ đầu. Tiếp lại từ đầu. Thế nó mềm mất thì sao? Mềm tí nó lại cứng. Mình ăn kẹo mà, ăn kẹo cho dậu dao ấy. Vừa dùng xịt ăn kẹo đúng không? Thế cứ gảy cái lại cứng ngay mà. Đấy, thì em nói thật với sếp là liên tục như thế khoảng tầm chục lần. Thì lúc đấy nó gọi là cái cơn khao khát ấy, nó thèm cách dã man luôn. Thế mới nó sướng, tức là cả hai người đều chưa ra, chưa ra và chưa lên. Chứ không phải là cứ ra một hiệp rồi xong một tí nữa lại ra hiệp nữa đúng không? Mà là cứ để âm ỉ đúng rồi. Âm ỉ cho nó nhiều lần như thế. Mười lần, 10 phút. Cả hai đều không lên và không ra, tức là chuẩn bị lên chuẩn bị ra thì dừng lại. Nghỉ giải lao. Đấy là mây mưa kinh điển nha. Nghỉ giải lao ra, uống trà, ngồi nói chuyện, xong tí lại làm lại từ đầu. Cái cơn thèm khát nó lên, em nói với sếp nhá. Đây mới là mây mưa kinh điển. Hôm nào em sẽ thử đi, em nói thật nhá. Cậu nói là tôi biết rồi, tôi có đối tượng để thử rồi. Sếp sẽ có một đêm nhớ mãi không quên luôn. Thôi được rồi, tôi biết cái kinh nghiệm bây giờ để về tôi thử. Ôi dồi ngu thế nhỉ, để đi chia sẻ với sếp. Thôi là sao không chia sẻ nữa. Có gì nói nốt đi để... Lần sau có bí quyết gì em giữ xong rồi phải được thực hành với sếp rồi. Không thì thôi, cứ chia sẻ này xong về để áp dụng với người yêu thì cóc bỏ cỏ sợi à. Bí quyết để anh em có thể ủ nỉm trong thời gian bao nhiêu lâu tùy thích, khi nào muốn ra mình phải tập trung cao độ, dập với tốc độ cao thì mới có thể ra được, đó chính là cao xin a quang hảo hạng này đấy ạ. Kết hợp thêm viên kẹo đổi gió nhất dạng ngũ sao này, mình sẽ có một đêm cực kỳ thăng hoa và hạnh phúc, một đêm hai ba hiệp không mệt, và cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 y như là hiệp 1, tăng size tăng kích cỡ là một chút nữa. Hãy inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình nhá.